nơi những người nông dân ngâm mình cả ngày dưới ruộng để thu hoạch những bó rau mang về tiền triệu. Chính sự cần cù, chịu khó của họ đã biến đồng đất quê mình thành nơi làm giàu. Góp thêm một sản phẩm nông nghiệp chủ lực cho tỉnh Bắc Giang. Rau cần bám đất, nông dân quanh năm bám đồng, dù vất vả, dù bận rộn. Nhưng với những người dân ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, vụ rau cần nào cũng mang về những niềm vui và sự sung túc. Khi đến Hoàng Lương, hình ảnh đầu tiên mà quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là những ruộng rau cần xanh mướt như thế này. Cây rau cần giờ đã trở thành sản phẩm chủ lực của người dân xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mang về giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Và để biết rằng là thu nhập từ cây rau cần đã giúp đời sống của bà con ở đây thay đổi như thế nào, người dân canh tác chăm sóc rau cần ra sao, đặc biệt là những ngày thu hoạch ở đây không khí như thế nào, thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc sống nhà nông ngày hôm nay. Một ngày mới ở Hoàng Lương luôn bắt đầu bằng công việc thu hoạch rau cần. Một vụ rau cần thường bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 3, tháng 4 năm sau. Trong khoảng thời gian đó, người dân Hoàng Lương có thể thu hoạch được khoảng 3 lứa rau. Thời điểm này đã là cuối vụ, nhưng ở xã Hoàng Lương vẫn còn khoảng vài chục hecta ruộng cần đang được thu. Chính vì thế, tìm một ruộng rau cần đang thu hoạch để trải nghiệm công việc này với tôi không khó. Chào chào các cô ạ. Các cô thu hoạch cần đông vui thế ạ? Nhà mình hôm nay thu nhiều không hả cô? Thu 2 tấn. Thu 2 tấn ạ. Thế thì cô có thể cho cháu thử thu hoạch cần xem là cháu có giúp gì được các cô không ạ? Cháu mặc đồng phục kia vào. Mỗi một người dân ở đây khi thu hoạch rau cần đều có một bộ quần bảo hộ lao động, để khi lội xuống ruộng không bị ướt và cũng không phải lội trực tiếp xuống bùn. Nhà cô Huệ trồng một mẫu cần đã thu hoạch gần hết. Những ruộng còn lại cô dự kiến sẽ thu hoạch đến khoảng cuối tháng 3. Vào thời điểm thu hoạch, trên mỗi ruộng cần ở Hoàng Lương luôn đông vui, nhộn nhịp. Ít nhất, mỗi ruộng có khoảng 5 đến 6 người, nhưng chỉ cần một người cắt cần duy nhất. Và hôm nay, cô Huệ là người đảm nhiệm công việc này. Cô ơi cô, cần mà sâu như thế này thì cắt cần có khó không ạ? Cắt cần thì không khó nhưng mà phải cắt bằng liềm. Cắt bằng liềm ấy ạ? Thế thì cô có thể cho cháu mượn một cái liềm để cháu cắt cần cùng với cô cho nó nhanh được không ạ? Được. Không biết là cháu có thể làm được hay không? Cứ thế là đưa liềm cho lùa tay vào. Đấy. Đấy. Cắt như thế này. Cắt như kiểu cắt lúa ấy cô nhỉ? Nhưng mà cần này thì phải cắt ở dưới nước. Cắt ở dưới nước. Nhìn cô Huệ làm, tôi thấy khá giống với việc cắt lúa. Công việc này tôi đã từng làm. Nhưng ruộng cần khá sâu, khoảng gần 1 mét nước. Nên việc vừa cầm cây rau cần, vừa cầm liềm để cắt sát đến gốc lại không hề đơn giản. Cháu cầm được cần rồi nhưng mà cháu không thấy cái liềm đâu. Cháu cứ thả ấy liềm xuống và lách dần ra. Đây cháu phải cắt như cô như này mới được này. Cô thấy cháu cắt như này được chưa cô? Chưa được. Chưa đưa được tận nơi là nó kiểu cắt nó bị thòi thoạt. Thế ạ, vâng. Đây là cứ như cô như này. Thế có nghĩa là vừa nãy cháu cắt như thế là cháu không đưa tay được đều đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng. Thế thì để cháu thử làm lại lần nữa xem là cô xem là cháu làm thì có đạt hay không cô nhá. Đây ạ. Nhưng mà cháu úp tay này cơ. Úp tay như này. Úp tay như này mới cắt được. Vâng. Với sự hướng dẫn của cô Huệ, tôi cũng đã dần làm quen được với công việc này. Lần thứ hai này cháu cắt thì cháu cũng thấy là đấy, đẹp đấy thầy. Cháu cắt là cháu thấy quen hơn rồi đấy. Được, cắt được không? Chuẩn. Cô ơi, thế cần này khi mà mình thu hoạch như thế này thì mình sẽ mang đi đến điểm cân hay là điểm thu mua nào ạ? Chỗ người mua là
hợp tác xã đại lý, cứ thế là giao cho người ta độ 1 tấn này hoặc là mấy tạ chẳng hạn. Thế là nhà mình trồng cần được bao nhiêu năm rồi cô? Cũng lâu lâu lắm rồi đấy, lâu rồi. Lâu đến nỗi cô không nhớ luôn ạ? Không nhớ được. Không nhớ được ạ? Vâng. Cô làm là làm từ tấm bé, từ lúc nhỏ đẻ ở nhà cơ. Khi cô bé là bố mẹ cô bắt đầu khởi mào ở cái xóm này, cái xã này. Tức là người trồng cần đầu tiên. Người trồng cần đầu tiên. Bố sinh ra là làm từ đầu tiên. Cô thấy là cái việc trồng cần này so với trồng lúa thì nó có thay đổi cái thu nhập của người dân như thế nào ạ? Cái trồng cần này là thu nhập là năng suất là cao hơn là lúa. Cao hơn lúa. Cao hơn như nào? Ví dụ như là mỗi một vụ cần thì mình bán được bao nhiêu tiền hả cô? Cũng được độ vài chục triệu. Trăm triệu. Nhưng mà cô thấy là trồng cần này nó có vất vả hơn so với trồng lúa không hả cô? Trồng cần thì là nó là vất vả hơn về lúa, nhưng nó không được nhàn như lúa. Vất vả hơn như nào ạ? Vất vả là lúc nào cũng ở đồng, là chăm bón nó, làm. Số cần thu hoạch được trên ruộng hôm nay sẽ được bán cho hợp tác xã với giá 3 đến 4.000 đồng một kg. Ngoài ra, hợp tác xã cũng sẽ trả tiền công cho những người thu hoạch rau cần, tính theo số lượng mà họ cắt và sơ chế được. Ngoài việc cắt cần, thì công đoạn nhặt, rửa, bó mớ yêu cầu khá tỉ mỉ. Vì thế, trên mỗi ruộng rau cần có khá nhiều người làm công việc này. Tuy nhiên, các cô vẫn không thể sơ chế kịp số lượng cần mà tôi và cô Huệ đã cắt ra. Vì thế, tôi quyết định giúp các cô rửa và nhặt rau cần một tay. Ruộng này sâu đi ở đây, hơi khó cô ạ, thơ trơn cô ạ. Ruộng nó cũng nói chung là đi ở tí nữa còn nó hơi khó hơn. Nhặt cần này có khó không hả cô? Nói chung là làm là cái gì thế, mình cũng làm rồi sao nó khác quen. Mới thì nó cũng bỡ ngỡ, đấy, cháu cứ vuốt thế. Đấy, cho nó sạch hết lá vàng xong bắt đầu khi cháu quay lại là buộc vào như cô như này. Đấy, đấy buộc vào. Đấy. Đấy, đấy, xong, đấy, xong vuốt đi vuốt lại như này nữa là nó sạch hết rễ như của cô như này. Lúc bấy giờ mới là được. Cô ơi, thế mỗi một bó cần như thế này thì khi mà mình mang đến điểm cân ý, thì sẽ bán như thế nào? Bán theo bó hay là mình bán theo cân ạ? Như là các cô như này thì nó cũng là tùy theo. Thế cũng có người thợ thì là chỉ cần bó mớ để lấy tiền thôi. Nhưng cũng có thợ thì người ta phải cân. Thế như các cô như này là hiện thời như bây giờ là các cô cân. Bình thường như này thì mình chỉ được từ 800 đến 1.000 đến 1.200 mớ thế thôi. Họ ra họ lấy tại bờ. Thế là họ cứ cân như này là mình vớt lên trên bờ sau là họ cân được bao cân là mình thu nhập ở từ đấy. Thế có nghĩa là cứ đến một cái vụ thu hoạch cần thì người dân sẽ thay nhau để mà đi thu hoạch ở các ruộng cần khác nhau của hợp tác xã ạ? Mỗi đến mùa này là các cô cứ cùng tất cả bà con chị em là đi làm cho một hợp tác xã này là cứ từ đầu mùa đến cuối mùa là hết ruộng nọ đến sang ruộng kia. Hết nhà này sang nhà khác. Nhà cô Hiên cũng có 6 sào rau cần, đã thu hoạch hết. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, hầu như ngày nào cô cũng làm công cho hợp tác xã và hợp tác xã sẽ trả công theo sản phẩm. Tính trung bình, mỗi kg được 1.000 đồng. Nếu rửa được 2 đến 3 tạ cần, cô Liên cũng có thu nhập từ 200 đến 300 nghìn đồng. Vào dịp cao điểm thu hoạch trước Tết Nguyên đán, có ngày cô thu nhập được gần 1 triệu đồng. Nhưng khi ấy, công rửa cao hơn vì thời tiết rét buốt. Cô ơi, cháu thấy là thu hoạch cần như này tốn rất là nhiều thời gian. Mình ngồi ở đây thế thì làm như này cô có thấy mỏi không ạ? Nói chung là các cô là người lao động thì nói chung là lao động thì chắc không nói lại cũng biết. Vì là lao động thì nó cũng mệt mỏi nhưng mà nói chung là nó cũng không có mức độ nó phải quá sức nhiều. Thời gian thì nó cũng quen rồi. Đây ạ, cô cho cháu xin. Cô ơi, thế mà cái vụ mà thu hoạch cần cao điểm nhất là vào thời gian nào ạ? Đây là cái tầm độ cái tháng mà cuối tháng 11 mà sang đến đầu tháng 12 âm là các cô thu hoạch là nói chung là giá cả là nó ổn định. Cái lúc đấy thì lại vào cái thời điểm mà mùa đông đi làm thì có chắc là lúc đấy làm như này thì ngại lắm cô nhỉ? Ôi rồi lúc lấy giờ thời buổi bây giờ thì cũng rét mướt lắm, cũng khướt mà cũng vất vả. Và những hôm mà
mưa to gió rét mà kể cả những hôm mưa bão mưa rào vẫn phải ngồi ở đồng vì là mình phải làm. Thì là những cái công việc này này của những đại lý của những nhà hợp tác xã thì các khách hàng đặt rồi thì bắt buộc là gì vẫn phải làm cho đầy đủ. Thế chứ không thiếu được của khách hàng. Thế mà làm đầy đủ là phải do công nhân. Thế công nhân là các cô là những người lao động là bắt buộc phải đủ. Từ lúc trồng cần thì cô có thấy là cái cải thiện kinh tế gia đình giúp gia đình mình nhiều hay không ạ? Nó sẽ cải thiện là nó sẽ tốt hơn là cây lúa. Vì là thu nhập mình cũng được cao hơn. Mà nói chung mọi tất cả mọi người lao động là dù là nhiều tuổi, ít tuổi là lao động là nói chung cũng làm thu nhập được hết. Thì cho nên cuộc sống nó cũng ổn định hơn. Mà cháu thấy mỗi một lần thu hoạch cần thế này thì có tận 6 đến 7 cô để cùng thu hoạch thế này thì cũng đỡ buồn cô nhỉ? Lao động nó cũng rất đông. Nhưng mà hôm nay là ở thôn là có mở hội. Cho nên là tất cả là chị em là cũng về bớt một số rồi. Thì còn mấy chị em tất cả là ở đây là bây giờ là để cho nó làm đủ số lượng của cân cho hợp tác xã. Mỗi một ngày, xã Hoàng Lương có thể xuất bán ra thị trường từ 120 đến 150 tấn rau cần. Số lượng tiêu thụ lớn nên vụ thu hoạch rau cần, người dân có khi phải ở ngoài đồng cả ngày và không tránh khỏi những lúc nắng, mưa, gió rét. Mưa rồi nha, giờ đang chuẩn bị mưa mau rồi đấy. Cô cháu mình cẩn trương nha. Hôm nay cũng vậy, trời bất ngờ lại mưa phùn. Có lẽ vì thế mà động tác của mọi người cũng khẩn trương hơn. Cô ơi cô, thế là cháu cũng giúp cô thu hoạch được gần chục bó cần rồi đấy cô ạ. Cô thấy như thế nào ạ? Cô thấy thế này là cháu là cũng là cố gắng lắm rồi đấy, mà tích cực lắm rồi đấy. Vâng, cháu cảm ơn cô đã động viên cháu. Mà khi là các cháu bây giờ mới thực hành mà về để cùng với các cô như này mà thế là quá tuyệt vời đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay khi mà tôi đến xã Hoàng Lương, vùng chuyên canh rau cần của huyện Hiệp Hòa để trải nghiệm với công việc thu hoạch cần của người dân ở đây thì thời tiết đã không ủng hộ. Bây giờ thì trời đã mưa lất phất rồi, nhưng mà như cô Liên nói thì là vì đã điểm cân, các cái điểm cân thì đã đặt số lượng các cô từ ngày hôm trước, nên là bây giờ các cô sẽ phải cố để thu hoạch nốt số rau cần cung cấp cho điểm cân để mà đạt cái số lượng mà họ đã đăng ký. Và hôm nay thì với một sự góp sức của tôi thì tôi cũng có thể là thu hoạch được gần chục mớ cần cho các cô rồi ạ. Cô ơi, thế bây giờ thì mình sẽ mang cái này lên trên bờ đúng không ạ? Cuộc trò chuyện của tôi và cô Liên cũng bị gián đoạn khi trời ngày càng mưa mau hơn. Ai nấy cũng tập trung vào công việc. Sau khoảng 30 phút, số lượng rau cần mà hợp tác xã đặt trước cũng đã đủ. Lúc này, ở trên bờ, các thành viên của hợp tác xã cũng đã ra đến nơi vận chuyển cần lên bờ, trở về điểm tập kết. Anh Hùng là một trong những nhân viên chuyên vận chuyển rau cần từ ruộng về điểm tập kết cho hợp tác xã Lý Hùng. Công việc này đòi hỏi người làm phải có sức khỏe vì sẽ phải khiêng những gánh rau cần khá nặng từ dưới ruộng lên bờ. Nhưng với các anh, công việc này cũng không quá vất vả. Cái này là cô nào làm đấy ạ? Cô Sâm. À, cô Sâm làm. Ngon lắm ạ. Thế từ sáng giờ thì anh vận chuyển được mấy chuyến rồi ạ? Cái này thì tùy theo. Nếu mà hợp tác xã mà đi hôm nào đi được nhiều thì chạy nhiều, mà hôm nào đi được ít thì chạy ít. Như ví dụ như hôm nay thì cần đi ít thì cũng từ sáng giờ chạy được khoảng độ tầm 14-15 chuyến thôi. Vào cái vụ thu hoạch cần như thế này thì mỗi một ngày anh làm công cho hợp tác xã như thế thì sẽ được hợp tác xã trả công như nào ạ? Thì ăn theo tháng, không phải theo ngày. À, theo tháng. Cũng như nhà, giả theo như nhà nước. Tại vâng. Vì lương thì chỉ được tháng được 12-15 triệu một tháng thôi. Nhưng mà cái thu nhập đấy thì có ổn định trong một năm không ạ? Suốt 12 tháng hay không ạ? Không, anh làm ấy. Vâng. Thì có 7 tháng lương mức như thế. Còn 4 tháng là lương của anh chỉ rơi được khoảng độ tầm 9-10 triệu thôi. À, có nghĩa là những cái tháng cao điểm, những cái tháng mà chúng ta thu hoạch cần thì lương của anh thì mới được cao như thế đúng không ạ? Thế thì bây giờ anh em mình sẽ vận chuyển những cái chuyến cần này về hợp tác xã anh nhé.
Ngoài những người chuyên chở rau, thì hợp tác xã cũng sẽ phân công người chuyên ghi chép sổ sách, ghi số lượng cần đã thu hoạch được tại ruộng và số lượng rau cần mà từng nhân công đã thu hoạch được. Công việc này được chú Đông thực hiện hàng ngày. Nếu đều đều tháng được chục triệu, đấy, hoặc là 12 triệu, nếu tháng nào nhiều lên được 15 triệu. Phải nói thật, nếu thấp thì cũng không phải là thấp, thế là gọi đối với chúng tôi thế là được rồi. Đấy chứ không phải đi đâu cả, mà công việc về rau cần này là ngày nào cũng có việc. Hiện nay, 100% diện tích các thửa ruộng tại Hoàng Lương đều được xây dựng bờ kiên cố, đường trục được bê tông hóa, rất thuận lợi cho người dân canh tác sản xuất. Toàn xã giờ cũng đã có một nửa diện tích trồng rau cần Việt Gáp. Trung bình mỗi một vụ rau cần sẽ mang về cho người dân khoảng 375 triệu đồng một hecta. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37 triệu đồng một người một năm. Cánh đồng thôn Thanh Lương, xã Hoàng Lương hôm nay vắng hơn ngày thường, bởi hôm nay là hội làng. Hầu hết người dân đều ra đồng từ rất sớm. Những người còn lại trên đồng cũng tranh thủ thu hoạch nhanh và chở rau cần về để đi xem hội. Khu vực sân bóng của thôn là địa điểm thu hút rất đông người dân đến xem. Bởi đây cũng là trận bóng chung kết, trận quan trọng nhất. Có lẽ vì thế mà một số người dân, dù chưa xong việc, cũng muốn tranh thủ vào xem những phút gay cấn nhất của trận đấu. Cầu thủ của Hà Sơn Vân Như Ngọc Anh đã tung ra một cú dứt điểm phải nói như sao vã, làm tung lưới từ phút đây. Cứ lúc nào mình tranh thủ mình đi chở cần về là nó ở đồng về là mình thấy vui là mình đổ lại xem, lúc bây giờ là cần nó ít, nó ít, lúc bây giờ ở đồng là nó ít cần mình cắt, người ta rửa chưa kịp đâu, mình cứ làm cứ về lại xem. À, ở ngoài rửa chưa kịp để chở. Ngoài rửa mình đằng nào mình chở hết rồi thì nào mình lại ở nhà mình xem. Bởi vì người ta bình thường là tay hội làng sao không nghỉ mà vẫn đi làm. Nhưng mà về cái thu nhập của người ta là mình phải đi bắt buộc phải đi làm thôi. Bởi vì người ta thu nhập về là để rau cần nữa kia, người ta đêm người ta lại phải đi. Mình phải làm người ta là vẫn phải đi thôi. Còn lễ hội là bình thường là mình vẫn cứ xem bình thường thôi. Rồi rãi lại xem, còn lúc nào có cần mình lại phải đi. Từ sáng đến giờ, anh Mạnh đã chở được 5 chuyến rau cần về cho điểm thu mua. Đơn hàng đã được đặt sẵn hàng ngày. Đó là lý do mà những người dân như anh phải tranh thủ làm việc, dù cho hôm nay có là ngày hội. Một năm chỉ có một ngày hội làng. Vì thế, dù là người già hay trẻ nhỏ, ở Thanh Lương đều vô cùng háo hức. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong 7 hợp tác xã chuyên sản xuất và tiêu thụ rau cần trên địa bàn xã Hoàng Lương. Rau cần sau khi được người dân thu hái tại ruộng và được làm sạch những cái bước đầu cơ bản tại ruộng thì sẽ được vận chuyển về đây để tập kết và sẽ được nhân viên của hợp tác xã làm sạch lần thứ hai và đóng gói và sẽ vận chuyển đi các địa phương khác để tiêu thụ. Và bây giờ thì tôi sẽ tìm hiểu xem là cái công việc mà người dân đóng gói và sơ chế rau cần như thế nào. Anh ơi! Bây giờ hợp tác xã của mình sẽ vận chuyển rau cần này đi đến các tỉnh nào để tiêu thụ đây hả anh? Anh chuyển vào đến thành phố Nghệ An, chợ Vinh, thành phố Nghệ An. Vâng, ngày nào mình cũng chuyển như rồi, mỗi ngày một chuyến. À thế ạ, thế rồi. Bây giờ thì em sẽ giúp anh nhé. Rồi rồi. Anh ơi, mỗi một cái túi như thế này là bao nhiêu cân đây hả anh? Tương đương với một yến. Cái này là mình, mỗi một ngày là mình sẽ vận chuyển bao nhiêu vào Nghệ An để tiêu thụ đây hả? Cái này bình quân từ 8 đến 10 tấn trên một ngày. 8 đến 10 tấn đúng không ạ? Ngày nào cũng như thế ạ? Có... Vào cái đợt cao điểm thì sao ạ? Đợt cao điểm thì hơn 10 tấn trên một ngày. Hơn 10 tấn. Những ngày này là nó là gần như là cuối vụ rồi, mới hay là những ngày lễ hội ở đây, hóa ra là nó cũng làm sản lượng được ít hơn. Hợp tác xã mình thì sẽ thu mua với giá bao nhiêu cho bà con ạ?
cái giá này tính vào thời điểm hiện tại ngày nay là đang từ 4.000 đồng trên một cân. Cái thời điểm mà cao nhất thì được bao nhiêu anh? Thời điểm cao nhất thì nó như trong năm nay nó rơi vào hơn 10.000 đồng trên một cân rau này. Trong năm thời buổi nó chạy nhất là rét nhất thì bà con ăn nhiều nẩu hơn mà họ sẽ dùng đến canh cần nhiều hơn, thị trường nó sẽ chạy hơn. Vào mỗi vụ thu hoạch rau cần, Hợp tác xã Lý Hùng sẽ bao tiêu toàn bộ đầu ra cho người dân trong thôn Thanh Lương, xã Hoàng Lương. Ngoài Nghệ An, rau cần sẽ được xuất bán tới các thị trường như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Nội. Theo anh Hùng, lúc cao điểm nhất, hợp tác xã của anh có khoảng 50 lao động làm tất cả các công đoạn từ thu hoạch đến vận chuyển và sơ chế rau cần. Bình quân mỗi ngày, một lao động sẽ được hợp tác xã trả 500.000 đồng. Có những ngày, tiền công mỗi lao động gần 1 triệu đồng. Những ngày đấy là những ngày lễ Tết, mà những ngày nó mưa hoặc là những ngày rét quá, mình phải trả công cho bà con cao hơn. Đấy, ví dụ như là những ngày mà rét quá rét mà mưa dầm ấy, thì bà con độ nước rất chi là buốt, thì mình phải hỗ trợ thêm cho bà con cái đồng nhân công lên để cho bà con làm cái đủ rau thì mình đi. Những ngày đấy là mình ra thị trường là bị lỗ đấy, bởi vì là rau ấn định rồi nhưng mà rau là thiếu, thì hóa ra mình lại phải giả bà con công cao lên, công cao hơn thì bà con mới làm. Không bây giờ mà tóm lại những cái thời buổi mà nó rét quá thì kể cả như mình cũng không muốn ra đồng những chi nữa còn bà con. Thế bây giờ hợp tác xã của mình thì bao tiêu cho khoảng bao nhiêu hộ dân ở trong vùng ạ? 40 hộ trên một thôn. Đấy, riêng là nói về xóm Thanh Lương. Thế còn này các xóm khác nhưng mà đây nó có cả xã nhưng mà nhiều người ta muốn gọi đến bán cho hợp tác xã thì mình lại vẫn cứ đến lấy cho người ta bình thường. Đấy, mỗi ngày từ 8 đến 10 tấn. Đấy, những ngày bình thường, còn những ngày mà nó đột xuất thì nó lên đến 15 17 tấn. Còn những ngày này đi thì ngày hội là nó ít ra riêng nữa, ít sản lượng đi thì mình lại làm rụt đi. Khoảng từ 3 đến 5 tấn. Từ 3 đến 5 tấn là bình quân. Ngoài việc bao tiêu đầu ra cho người dân, hết mùa rau cần, hợp tác xã Lý Hùng sẽ cung cấp cá giống để người dân thả nuôi ương tại những ruộng cần đã thu hoạch xong. Sau đó, hợp tác xã cũng sẽ thu mua cá giống xuất bán đi các địa phương, chủ yếu là khu vực phía Bắc. Toàn xã Hoàng Lương hiện có 180 hectare rau cần kết hợp ươm nuôi cá giống. Vụ sản xuất ươm nuôi cá giống bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Trong thời gian này, người dân có thể sản xuất được 3 lứa cá giống, năng suất cá đạt bình quân khoảng 3 tấn một hectare một vụ, lợi nhuận khoảng 68 triệu đồng một hectare một vụ. Sau khi thu hoạch cần xong, nhiều hộ dân đã bắt đầu hút bớt nước trong ao cần để xử lý đất, sau đó sẽ thả cá giống. Cũng có gia đình đã thả cá được khoảng 10 ngày đến nửa tháng. Việc ươm nuôi cá giống không vất vả như trồng rau cần, nhưng vẫn phải thường xuyên có mặt ở ngoài đồng để kiểm tra sức khỏe của cá và cho cá ăn. Vì thế mà anh Hùng, sau khi đi chở rau cần về cho hợp tác xã, giờ đã phải có mặt ở ao cá. Khi lúc mình thả đến lúc xuất bán là từ 15 ngày đến 1 tháng. Thì tùy theo là khi nào khách cần cái cá mẫu nào thì mình đi theo mẫu đấy, nó không cố định là ví dụ bây giờ nuôi đến mẫu này là ví dụ nửa tháng thì là khách cần mẫu này thì mình lại đi mẫu này. Mà nếu mà khách cần mẫu to hơn thì cá của mình lại nuôi thêm thời gian nữa là mình sẽ cho đi được. Đa số các ruộng cần khi đã thu hoạch xong sẽ được thả cá. Nhưng trên cánh đồng vẫn có nhiều hộ dân tranh thủ cấy thêm lứa cần mới để phục vụ nhu cầu của thị trường. Nhà cô Xuân hôm nay cũng mướn thêm 3 lao động trong xã để cấy cần. Hy vọng với sự góp sức của tôi, công việc của các cô sẽ xong sớm hơn. Trước khi cấy, ruộng phải bơm cạn nước, chỉ còn xâm xấp mặt ruộng. Cô Xuân xuống trước để cấy chia hàng. Sau đó, mọi người cùng cấy. Thời gian này thì những ruộng cần ở xã Hoàng Lương không mấy khi là vắng người. Sau khi kết thúc một vụ cần thì bà con lại chuẩn bị ruộng để cấy những cái cây cần giống như thế này. Và ngày hôm nay khi về đây thì tôi lại có dịp được trải nghiệm một cái công việc khá là thú vị, đó là cấy cần cùng các cô ngày hôm nay. Cô Xuân ơi, hôm nay nhà mình cấy bao nhiêu đây hả cô? Nhà cô cấy sau 10 ạ. Hôm nay cấy sau 10 ạ? Ừ. Vâng. Thế thì cấy như này thì đến khi nào thì sẽ được thu hoạch tiếp hả cô?
khoảng độ 45 ngày thì được thu hoạch. 45 ngày. Bây giờ thì đã là tháng 2 rồi. Gọi tháng 2, giờ giữa tháng 3. À, giữa tháng 3 thì mình sẽ được thu. Cô Xuân cho biết ở Hoàng Lương mỗi nhà đều tự làm cần giống để cấy. Trong một vụ cần, từ tháng 8, tháng 9 năm ngoái cho đến tháng 3 năm sau sẽ phải cấy khoảng 3 lứa cần. Như nhà cô, cấy thêm một lứa cần nữa là 4 lứa. Mỗi một vụ thu hoạch xong, người dân lại chọn những cây cần khỏe mạnh, không bị sâu bệnh để làm giống. Cháu thấy là bây giờ cũng có một số nhà bắt đầu thả cá rồi đấy cô. Thả cá đấy, người ta không cấy nữa. À, người ta không cấy nữa. Thế nhưng mà sao nhà mình vẫn cấy nữa ạ? Nhà mình bán đi bán được đâu mà vẫn cứ phải cố cấy. À, thế cô bán ở đâu ạ? Cô đi bán ở Hà Nội. À. Trong cái quá trình mà cấy cây cần này đến lúc thu hoạch thì mình có phải chăm bón như thế nào hả cô? Cấy xong thì độ tuần lễ mình phun vãi một lần. Tuần một tuần lễ phun vãi một lần. Lúc đấy mình phun cái gì ạ? Bây giờ mới thì là mình phun muội. Nó đẻ dày dặn đâu đấy thì bắt đầu mình chỉ là phun nân đạ, thuốc đạm thiên đông thôi. Xong đâu đấy nó lên tốt đi thì bắt đầu mình cho nước, bơm ở giếng khoan lên. Vào vụ rau cần ở Hoàng Lương, lúc nào người dân cũng có việc. Ngoài làm việc của nhà, các cô sẽ tranh thủ thời gian đi làm thuê. Có thể là làm cho hợp tác xã, hoặc cũng có thể là làm trực tiếp cho người dân. Mỗi một buổi cấy rau cần như thế này sẽ được trả khoảng 200.000 đồng. Thế là cứ khi mà thu hoạch cần xong thì cô lại đi làm thêm như thế này hả cô? Ừ. Mỗi khi nhà thu hoạch xong thì cô lại đi làm thêm, đi trao thuê hoặc đi cấy cần thuê. Mỗi ngày cũng phải được, người ta nhanh thì cũng được 300, 200, 300. Mình chậm thì chỉ 200 thôi, còn là nhanh họ cũng phải 300 hơn ý. Thế là về vẫn có thời gian thể thao. Đến chiều lại đi thể thao được. Dạ, vẫn đi thể thao được. Vâng. Nhưng mà cái việc mà lúc mà cô đi làm thuê như thế thì cũng chỉ là mấy tiếng thôi đúng không ạ? Chứ không phải là cả ngày đâu đúng không ạ? Làm thì nếu mình làm cả ngày thì được nhiều, làm ít thì được ít. Việc thì chả lúc nào hết. Vâng. Nếu về mùa cá là dàn nhàn rỗi hơn. Vâng. Bắt đầu từ bây giờ khi mà hết vụ cần thì vào mùa cá thì sẽ nhàn hơn đúng không ạ? Thế như cô thì tầm ở tuổi cô bây giờ thì cô thể thao gì mà lúc buổi chiều đấy ạ? Thì môn thể thao bóng chuyền. Thì tầm tuổi này rồi thì cũng làm thì đến chiều đến cũng vẫn phải bớt chút thời gian ra để đi thể thao cho nó khỏe. Cháu tưởng là đi cấy cần hay là thu hoạch cần ở ngoài đồng đã khá là mỏi rồi, sao cô về cô vẫn còn chơi thể thao được ạ? Mỏi nhưng mà vẫn không bằng mình đi thể thao. Và mình đi thể thao nó vẫn khỏe hơn, vẫn thấy về ngủ ngon. Dạ vâng ạ. Nhưng mà ngày mai khi mà mình bắt đầu một công việc thì mình lại thấy khỏe khoắn hơn đúng không ạ? So với các xã kế bên quanh năm chỉ cấy 2 vụ lúa và trồng 1 vụ màu, diện mạo của xã Hoàng Lương vượt trội hẳn. Những ngôi nhà tầng khang trang cứ san sát nhau mọc lên. Quanh năm bám ruộng, cấy cần, nuôi cá. Dù bận rộn, dù vất vả, nhưng mỗi khi nhắc đến cây rau cần, họ đều tỏ ra rất tự hào. Bởi ai trong số họ cũng đều hiểu rằng, chỉ có hăng hái lao động, thi đua sản xuất, thì người dân mới có thu nhập ổn định, không phải nay đây, mai đó, làm thuê, xa nhà. Và mỗi ngày, ở Hoàng Lương vẫn có hàng chục chuyến xe chở rau cần đi khắp nơi. Ngày này qua ngày khác, nhịp sống ở Hoàng Lương vẫn luôn bận rộn và hối hả như thế. Khi những chuyến xe chở rau cần lăn bánh tỏa đi khắp các địa phương để tiêu thụ, thì ở ngoài ruộng những người nông dân vẫn đang miệt mài thu hoạch rau cần để cung cấp cho thị trường vào ngày hôm sau. Còn tôi sau một ngày trải nghiệm tại đây thì đã có một món quà quê mang về cho gia đình để làm bữa tối. Tới đây thì chương trình Cuộc sống nhà nông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.